lên tới trên đó nữa đó mà không chưa lên được. Chú ba lên Mỹ trên đó luôn hả? Quen nó lên được chứ bình thường lên đó. Trời. Bởi nhiều khi phân mà mình xuống người ta nói sao nát quá. Trời ơi trên đó qua công đoạn phải đổ xuống nữa. Coi còn dán luôn kìa. Phải lên cẩn thận. Giờ là phải an toàn. Nhiều nhà vườn cũng nhìn thấy rồi đó. Con dơi là của người ta là thiên nhiên là lấy là chất lượng mà. À, dạ chào cô bác quý anh chị, hiện nay Bùi Hồ đang có mặt ở huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và Bùi Hồ đang giờ này vẫn đang hơn 5 giờ rồi và vẫn cố tình nán lại đây để quay một điều khá là đặc biệt cho cô bác quý anh chị xem, đó là hang dơ. Và việc mà hàng triệu con dơ nó bay ra vào một buổi chiều như thế này để nó đi kiếm ăn, đó là một cũng là một cái vấn đề khá lạ. Khi mà ở ngoài sau kia kìa có hai cái hang đằng đó đó cô bác quý anh chị, hàng trăm hàng ngàn con vơ dơ sẽ tủa ra như là một cái đám mây đen bay. Thì bây giờ mình sẽ hỏi chú này coi. Chú ơi, hang dơ này là có đây lâu chưa chú? Lâu rồi, mười mấy năm. Mười mấy năm ha chú ha. Chú ở đây hồi đó giờ là nó đã có sẵn hay là mới tập trung đây? Hồi đó lại là một năm chưa. Chưa ha. Mua đất là một năm chưa có. Dạ. Cái năm thứ ba mới có. Dạ. Lúc đầu là dơ nhiều không chú? Dơ cũng bay cũng thấy cũng bình thường, cũng vừa vừa nhiều vậy đó, có lúc có nhiều có lúc ít vậy đó. Dạ. Ừ. Nhưng mà số lượng nhiều nhất là chú có thể ước lượng được bao nhiêu không? Lượng khoảng 45 phút. Bay 45 phút ha. Ừ. Có thể lên hàng triệu con hả chú? Ở đó. Có đó ha. Và chú đang thu phân dơ đó hả? Phân dơ. Phân dơ này chú thu ở trên núi hả? Trên núi. Và chú thu từ khi nào? Thì cũng lâu lâu lên lấy vậy đó. Dạ, phân dơ này chú bán ha. Bán. Lên trên Mỹ ở trên cửa hang đó hay sao chú? Lên tới cái hang. Ừ. Chú mà ví dụ như con theo chú lên có được không? Bây giờ hả? Dạ. Bây giờ lên thì vẫn được đó. Nhưng mà chút xíu nữa hai chú cháu lên được không? Để cho nó bay ra xong đi á. Ha. Cái này phân dơ này bây giờ mình bán bao nhiêu một ký hay chú ha? Ở đây bán dạ. Dạ hả chú ha? Bán dạ, họ đem về họ bán ký. Dạ. Một dạ gì là bao nhiêu chú? Một dạ vậy là 200. 200 ngàn. 200 ngàn. Người ta mua về ta trồng cây ha. Trồng cây, không trái. Thì bao lâu thì chú mới thu hoạch được một dạ như thế này? Khoảng một tháng. Cũng 10 dạ, mười mấy dạ, 20 dạ vậy đó. Một tháng mà. Tùy theo, tại vì nó khó hốc lắm. Ừ. Nhưng mà cực ha chú ha. Nhưng mà con thấy là dơ là nó đi phân hôi lắm mà sao bây giờ chú con thấy nó nhuyễn nhừ à? Này nè, tại trên núi mình lăn xuống chứ mình đâu dám nổi đâu. Mình lăn xuống hả? Từ trên cao xuống là nó đâu có dắt. Mình vô bao mình lăn xuống. Vô bao lăn xuống. Ừ. Gắt bao chưa hả? Dạ. Vì nó cao lắm, thấy vậy nó dốc cao lắm. À, có nghĩa là ngay chỗ cửa hang đằng kia. Đó. Bên chỗ cái hang đó ha. Dạ. À, hai gầm hang trên và hang dưới. Rồi nó bay nó túa ra. Túa rồi. Ê, chú làm đi lát nữa nha, chú cháu mình xem dơ nó bay á chú. Rồi sau đó là hai chú cháu mình lên đó cho con tham quan nha. Cho nó hay. Tại vì con sợ ảnh hưởng đến cái công việc mà thu hoạch của chú nè. Nên thành nữ nên nhờ chú hướng dẫn. Lúc này cũng chưa ra đâu, khoảng 6 giờ. Bữa nay 6 giờ mới ra. Rồi bây giờ mình lên trước được không chú? Được. Mình lên trước thì nó khoảng bao lâu hả chú hả? Lên giờ thì bây giờ hai đứa cân lên được vậy đâu bình thường. Thôi con nhờ chú hướng dẫn đi nó hay hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ chú là chú mấy? Chú thưa bà. Chú ba, sẽ nhờ chú ba là người trực tiếp thu gom phân dơ ở đây hướng dẫn lên đó. Cắm vào. Hai cô bác quý chị. À, thì lý do là cái nơi này chú ba đã dùng để không có cho dân vào, tại vì vào nhiều thì sợ con dơ nó nhát hả chú ba ha. Nó ảnh hưởng đến cái việc mà thu hoạch phân của mình. Lên cao quá cũng không cho người ta an toàn. Dạ. Với lại có hướng dẫn mới được ha. Ừ. Chú ba năm nay là bao nhiêu rồi chú ba? Năm nay tôi 43 tuổi. À, chú ba 43 tuổi ha. Vì làm nghề phân hơn lấy phân dơ hơn 10 năm nay. Hơn 10 năm nay thời bà già. Là cũng như bà già bên đó.
À, cũng như là hai đời truyền lại ha. Trước giờ thì có đoàn hành hương nè, đoàn tham quan nè, họ xuống đây họ xin chú ba tham quan không? Có hồi cách đây cũng khoảng 7-8 năm về trước là Dạ. có cái đoàn sinh viên Dạ. nó đi dạng như bên vật lý hay gì đó, bên Để chất được ha. không phải địa chất, nó tìm tòi những cái gì lạ con này con nọ đó, Dạ. là sinh học, Sinh học. Nghiên cứu sinh học. sinh học sinh viên Dạ. có lên một lần Là cũng lâu rồi, hả chú ba? Con là người thứ hai, là thứ hai quá. đúng rồi. Đây cũng là một điều khá là lạ khi mà mình nghe người dân địa phương ở đây nói mỗi buổi chiều như thế là hàng triệu con dơi nó bay ra, Đúng. mà dơi này không phải là dơi nuôi nữa, Đúng. hoàn toàn là tự nhiên. Dơi này thuộc loại dơi gì chú ba? Dơi chuột, nó nhỏ. Dơi chuột ha. Và trọng lượng cái con dơi chứ nhỏ nó lớn nhất là nó khoảng bao nhiêu chú ba? Mình nói là nhỏ hơn trái chuối sim mình đó. Nhỏ hơn trái chuối mình ha. Nhỏ hơn trái chuối. Nhưng mà mình ngó vào cái thì nó nhỏ hơn. Dơi này thì nó ăn trái cây hay là nó ăn những cái con vật? Mũi. Mũi. Hồi trước á là thời ông thời bà già mà còn sống đó, 2013 đó, Dạ. thì nó có mùa. Có mùa nó mới đi ăn. Có mùa nó ở lại 4 tháng. Dạ. 4 tháng rồi nó sẽ đi 1 tháng. 1 tháng có khi nó tháng mấy 2 tháng nữa. Dạ. Nó theo thời tiết thay đổi gió hay sao. À. Đây là những cái bao phân dơi của chú ba ha. Nhưng mà chưa kịp tải về thôi. Đi tới đây mà đây đó. Từ trên đó là đổ xuống là mấy bặm á. Nó đâu có lăn trọn vẹn đâu. Dạ. Nó gấp bao rồi nó đổ tháo tùm lum hết á. Ồ. Để như thế này thì mới biết được chú ba là một cái người lăn phân dơi xuống là gấp bao nè. Nhà vườn nhiều khi không rõ, nếu mà nhà Đây vườn mà có coi qua rồi á nè. thì mới biết là cái phân dơi này nó chất lượng hay không chất lượng, thì cái đó nhìn cái độ cao nó xuống là nó bể, Dạ. nhưng mà thật sự ra nó tốt lắm. Vô cây thì có những người ta xài lâu năm thì người ta kinh nghiệm rồi, có số người mới á, người ta dùng ở như Vĩnh Long những cái huyện khác đó Dạ. là người ta xài ta thấy nát quá, người ta chê, Người ta nghi ngờ hả? người ta chê cái thương lái mà lại mua của mình á, qua trung gian bán lại á. Dạ. Độ dốc cũng khá khá cao á. Chứ mình đâu có giác xuống nổi đâu. Giác không nổi. Họ kêu đưa dây xuống mà đưa dây sao mà đâu có điểm tựa. Mình đá nó buộc nhiều khi nó xuất ra nó đâu có an toàn được. Dạ. Nói chung hàng năm thì mình cũng tưởng nhớ cái hàng thánh ở đây, thì mình di tâm thì mình phải có di tâm rồi đó. Dạ. Cũng phải cúng kiến. Nói chung là sống ở vùng núi này phải di tâm rồi. Phải di tâm. Người ta nói mình là tin dị đoan nhưng mà không phải. Sống đâu tin tưởng đó mà. Ây da. Ây da. Chú à. Ôi sao lên. Ở cái này. Bỏ giáp đi. Bỏ giáp. Giáp đi nó đậu. Bỏ giáp ra ha. Bỏ giáp ra ra mình. Dép đi không có độ bám. Mà dốc này cũng khá đứng nữa. Bởi vì thân mình nó nát là nó chỗ đó ảnh hưởng tới cái chỗ cao. Dạ. Cơ comment đi được không? Nát gì nát, nhưng mà thân mình á, bà con người ta cũng hiểu là nó vẫn là chất lượng. Được không? Rất chất lượng luôn chứ gì nữa, chất lượng. Này là mình đâu có nuôi đâu. Chứ mình đâu có trộn cái gì đâu đó. Mình làm cái gì cho nó ra đó chứ đâu có mà trộn. Họ mua về họ phải tốt cái cây. Mà cây tốt thì họ phải chất lượng cho họ. Đến đây con phải mang khẩu trang rồi. Nghe mùi phải không? Nghe mùi. Đó, kêu đó. Bây giờ kêu. Độ cao này khoảng hơn 50 mét so với cái mặt bằng ở dưới. Thì em cứ tính đi từ mấy sông lên là tới
trên cái hang kìa. Cái bờ nãy mình đi qua cái chỗ mà đất có cái lên đó. Dạ. Là 150 mét đó, chúng mình đi vô. Chưa tính trên đây đi lên nữa. Đuối hả chú ba? Và đây là cái lối này là chú ba lên lấy phân dơ ha. Mình lên đó được không chú ba? Dạ, lên tới đó. À, lên tới chỗ nào rồi? Đây. Ủa mấy lê quay lên cái đường mà dơ nó xuống cất đó. À. Là mình quay cho họ thấy. Đây, chú ba đi trước đi. Ừ, để họ nói mình coi, nói không đúng. Đúng rồi, họ tưởng đó. Ừ. Là mình tự nó xuống phân đó hả chú ba? Còn dở dàng chưa hết, chưa được thời gian. Nó đây trên cao rồi, nó tụt xuống nè. Ồ, mình hốt là mình hốt ở đâu? Thì mình hốt vậy đó, mình quét như quét nhà vậy đó. Dạ. Ừ, mỗi lần lên thì mình thấy quơ hoàng, cũng kẹt, cũng hốt vậy đó. Mình quét. À. Chứ nó đâu có được bằng thẳng như ở dưới đâu, ở dưới đất mình đâu. Có nghĩa là chú ba phải quét như quét nhà vậy đó. Quét nhà nữa. Phải gom vô. Còn Mỹ trên đó, kia thì mình đâu lên được hả? Lên được. Đó là lên đó thôi thì đến lúc. Ờ. Ừ, chỉ mình nhìn cảnh thôi là mình biết rồi. Chứ lên đó nó chật chật lắm, mấy cái chỗ mà khó lắm. Đó, cao vậy đó. Ghê quá hả? Còn phải lên tới trên đó nữa đó mà không chưa lên được. Chú ba lên Mỹ trên đó luôn hả? Quen nó lên được chứ bình thường lên đó. Trời. Bởi nhiều khi phân mà mình xuống người ta nói sao nát quá. Trời ơi, trên đó qua công đoạn phải đổ xuống nữa. Coi còn dán luôn kìa. Đi được không? Được. Lần theo này. Đâu có ngờ là hôm nay mình chạy lên hang của phân dơ đâu. Ôi, tới đó luôn hả? Tới đó luôn. Tới đâu luôn? Lên nữa. Rồi sao xuống? Thôi con xuống được đâu. Đó được mà. Đến đây là nhìn nó còn đẹp nữa. Được không ai? Ghê quá. Không được đâu, con lên. Bây giờ chú ba ơi. Gắn leo lên thang không? Hả? Gắn leo lên thang được không? Thôi cưng ở dưới đi. Thôi bây giờ chú ba nhờ chú ba cầm cái máy quay giùm con được không? Đó. Chú ba lấy cái máy quay giùm con vòng vòng ở trên đó được không? Cưng lên đường thang có được. Cái thang bên kia kìa. Ừ. Lên thang đó, đi lên đây. Tôi leo lên cho. Thôi, không sao. Thôi đừng lên. Cũng khá nguy hiểm. Ơ chú ba ơi, chú ba xuống đây cầm cái máy một con đi. Nha. Mình tới đây được rồi. Tại vì chỉ có chú ba mới quen thấy độ nguy hiểm không. Phải quen mới được. Đây là phải lên cẩn thận. Đó giờ mười mấy năm mà mình không có làm ổn tả được. Chú ba quay vòng vòng hết đó con nha. Không phải là người dân có leo được không chú ba? Người dân thì phải làm với mình mới có huấn luyện là mới biết được. Dạ. Mới lên được. Nhưng mà ở đó đủ ánh sáng không? Chú ba chạm vô màn hình đó. Ha, khỏi chạm cũng được nữa chú ba. Cứ ba chạm vô màn hình là nó sáng đó nè. Thấy chưa chú ba? Thấy. Nhưng mà ở trên đó chú ba thấy đủ ánh sáng không? Thấy. Cái hang này thì cực kỳ sâu luôn. Đúng không? Cực kỳ cao luôn. Đấy, không có dễ lên được mà lấy mà phải lấy an toàn. Lên đây lấy phần dơ là phải an toàn. Nhiều nhà vườn cũng nhìn thấy rồi đó. Phân dơ là của người ta là thiên nhiên là lấy là chất lượng mà. Cái độ cao nó nát quá rồi bỏ vô bao rồi lăn xuống là phải bể rồi. Phân rất là tốt. Đó, bà con thấy rồi đó. Đó, trên đó đó. Trên đó là mấy chục mét nữa đó. Chỗ tối hù đó có cái miệng lỗ đó. Chỗ hang đó. À, lưới này cũng căng nè. Chứ nó đâu bằng phẳng như ở dưới đất được đâu. Đó, phân dơi là từ trên này là thảy xuống nè. Thảy xuống dưới đó. Rồi mới ra tới đó, ra tới miệng hang đó đó mới. Đó là mình đẩy cái bao xuống.
thảy xuống chứ đâu có dám nổi. Hồi trước có còn giác giác, còn ngưng ngưng, giờ không có giác nổi nữa. Còn mà người làm là chỉ có lợi là đào tạo một một khóa mới biết cái chỗ này chỗ nọ mới lên được, đi phải có sức khỏe rồi mới đi được, không dễ đâu. Chú ba năm nay nhiêu tuổi rồi chú ba? 43. Năm nay 43 tuổi. Chú ba xuống đường đó luôn hả? Ừ. Rồi không có ai dẫn rồi sao? Được. Rồi 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 rồi. Làm việc ở trên độ cao mà. Ừ. Bước xuống hang đâu phải dễ đâu. Họ lên nhiều khi họ không dò luôn đó. Nhưng mà con thấy cái thang yếu quá. Cái thang tre nó dữ. Ở đây làm thanh sắt không được. Sao chú ba? Nó bị cái mùi này nó mau sát, bị hư. Cô bác với anh chị, nãy giờ thì chú ba rất là nhiệt tình. Khi mà chú ba phải cầm cái máy của mình quay một cái thước phim rất là dài ở trên đó, thì chú ba có thể cho con mọi người biết cái độ cảm nhận con bản thân con thấy về cái độ khó khăn đó là độ rất là cao, mà đôi khi chú ba lại thảy cái bao xuống á, nguy hiểm không? Thảy bao xuống thì bình thường thôi. Xuống thì cũng như mình giục cái đồ vật gì xuống dưới sông vậy thôi, nó cũng nhẹ nhàng thôi, chứ không mấy gì. Cái công việc này thì chú ba làm, thì chú ba làm với ai? Thì mình cũng đào tạo được một hai thằng bạn. Ừ. Thì lên là đâu phải mà dễ muốn lên hốc. Họ nhiều khi họ mới lên lần đầu tiên là họ đã hôi rồi. Ừ. Họ chịu không nổi. Rồi mình phải nói bây giờ từ từ. Mình hốt từ từ chứ mình đâu có hốt mà như mình đi làm lúa mà làm chết làm sống đâu. Là mình phải hốt cho nó quen người ta được một chút xíu cái mình phải nghỉ. Nói chung thì cái mùi nó cũng không có nồng gì mấy. Ta có cái là không quen cái mùi phân dơi này nè, mùi cất phân dơi á. Thì họ từ từ họ quen, họ có làm với mình thì họ sẽ quen. Còn bình thường lên mấy người khác lên làm được đâu. Hôm nay thì chú ba mới gặp chú ba thì mới thấy chia sẻ một cái công việc vô cùng khó khăn. Đó là hốt phân dơi để bón trồng cây. Trồng cây cho người dùng. Mình bình thường thì những người mà nuôi dơi nuôi thì rất dễ rồi. Còn đối với dơi tự nhiên mà trong cái vách đá như thế này, ngoài cái việc độ cao nguy hiểm là bình thường, còn trong đó còn có những cái vấn đề tâm linh nữa không? Thì mình cứ tự nhớ thì mình phải đẩy cho người ta ăn. Nói chung là vậy đó, mình cũng mua đồ cúng đó, mình nói đẩy thì cái đó cái mình gọi cái thông thường ha. Giống như ngày giỗ vậy ha. Ngày tới cứ ngày tổ. Mình muốn mua đồ thì mình cứ mời người ta về ăn thôi. Chứ mình không có làm gì gầm ban như chùa chiền. Nói chung là mình ở đâu thì mình phải có linh thiêng. Mình tự cúng hả? Tự cúng. Thường là chú ba cúng ngày nào? Thì nói chung thì mình muốn cúng ngày nào cũng được. Mình có đồ ngon là mình cúng, hoặc là mình trúng mánh thì mình cúng ha? Nói chung là vậy đó. Thôi thì chú ba thì bị bây giờ cũng 5:30 rồi, cũng gần 6 giờ. Mấy chú cháu mình sẽ lội xuống dưới chân núi, và sau đó sẽ đợi dơ bay ra. Cô bác của anh chị sau đây thì sẽ cùng với chú ba sẽ xem một cái hành trình đó là đợi dơ bơi bay ra hay chú ba? Dơ bơi bay qua. Đi, mấy chú cháu mình đi xuống ha. Gần thì nó sẽ đi trễ. Cái công việc của chú ba làm á thì nó giống như là một người công nhân vệ sinh nhà cho dơi. Dơi trả lại tiền cho mình. Giống như là mình thiên nhiên thì thiên nhiên mình vẫn là gìn giữ. Con nói thật với chú ba, đi xuống đây thì cái cảm giác nó mới thấy được độ an toàn. Chứ thật ra thì ở trên đó thấy chú ba đi mẻo ha. Mà cái công việc này chú ba làm mười mấy năm rồi. Thì mình, cái độ nguy hiểm nó cực kỳ cao chứ không phải là không cao đâu. Mình phải an toàn. Mà đâu chú ba đâu có dụng cụ bảo hộ lao động nào đâu. Mà nguyên một cái xã này là xã gì chú ba? Xã Bình An. Nguyên một cái xã Bình An này, ngoài chú ba ra đào tạo thêm được hai người nữa thôi, đâu có ai nữa đâu. Chỉ có hai người bạn là bạn thân thôi. Với một người em. Dạ. Một người em là Hà Giang á. Em ruột hả chú ba ha? Vất vả, vất vả ghê á. Hôm nay thì không có chú ba dẫn đến á, thì thật ra thì mình chỉ coi dơ ra vào thôi. Ngoài cái công việc mà dơ nó ra vào thì cái hậu trường của nó đó là
quét phân dơi để mà lấy bán tiền thì quá nguy hiểm. Cuộc sống mà. Nhưng mà chú Ba lên đó thì quen lại quen với cái mùi của nó đúng không? Quen. Một là quen, hai là chú Ba cảm thấy vui với cái nghề này không ạ? Muốn gắn bó nó không hay là chú Ba chủ yếu là muốn mưu sinh qua ngày thôi? Nói chung là mình ở thì ở đất mình thì mình phải gìn giữ thì mình rất là vui. Ừ. Làm cực nhưng mà nó vui. Ngày chú Ba đi lấy mấy lần? Không đâu, khoảng 10 bữa, nửa tháng mới lên chứ không có ngày nào cũng không lên đâu. Dạ. À. Có vô đợt người ta mua thì mình dọn đó thì mình ở mình đông ở dưới này. 10 bữa nửa tháng mình mới lên đó mình làm thôi. À, chứ không phải là mỗi ngày mình lên. Hồi nãy cái biết sao chú Ba thấy cái dốc á nó lài. Dạ. Lài mà nếu như mà chỉ cần mà tụi con mà không quen á thì tụi con mà sơ sẩy cái là nó trả giá đắt lắm á. An toàn chứ không quen. Dạ. Không quen. Không thấy. Cái lượng lượng đen thôi. Trời, tối quá. Quý anh chị, vào thời điểm này là 6:30, Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại huyện Kiên Lương, ấp An Bình, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay thì đến đây vào thời điểm này cố tình đợi đàn dơi bay đi ăn để quay cho cô bác quý anh chị xem. Nhưng mà hôm nay thì đàn dơi đi ăn, theo chú Ba chia sẻ thì đàn dơi đi ăn trễ hơn so với hàng ngày, nên cái việc quay của mình rất là khó khăn. Mình sẽ cố gắng quay cho cô bác quý anh chị xem những cái thước phim như thế này. Nó ăn, nó đi theo một cái những cái từng đàn ở trên kia. Cô bác quý anh chị không biết có thấy rõ không, nhưng mà mắt thường của mình á thì mỗi một nó đi theo một dây chuyền rất là nhiều luôn cô bác quý anh chị. Chắc có lẽ là mình hôm nay mình không có duyên rồi, nên thành thử là mình quay đến đây để cho cô bác quý anh chị thấy những cái đàn dơi nó đi ăn, nó bay ra cơ. Trời, phải nói là từ vài triệu con luôn cô bác quý anh chị, chứ không phải là từ vài trăm con đâu kìa, một đống luôn. Có trục trặc nữa là nãy lay cam mình bay tự nhiên bay cái bay hết được luôn. Cô bác quý anh chị rất là buồn. Đây, đó là một trong những cái nỗi khổ của những người YouTuber. Thật ra thì YouTuber thì được đi đây đó nhiều, nhưng mà để quay được những cái thước phim cho cô bác quý anh chị xem á thì phải đi lặn lội xa xôi như thế này. Mong cô bác quý anh chị đồng tình cùng kênh Bùi Hồ TV cũng như là ủng hộ cho mình bằng đăng ký kênh. Bạn nào chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhớ like chia sẻ để mọi người biết về những YouTuber như mình nha. Coi lại một lần nữa đi cơ. Ôi, thấy không ta? Một cái đường đen rất là tối luôn.